làm riêng ăn ăn củ miêu ở trong nhà. Xin sao ạ? Con trước bán đây, con vào lo đo bẩn bẩn đi. Đó là con vợ đô. Đô ở trong tổng đà đâu? Đâu nhỉ? Đèo cái đường thẳng lưng ra. Đấy gọi là bác quay. Sợ quá, chưa để ông ấy, ta chưa để quay đấy 2 tiếng rồi. Xem ấy đi, xem cái video kia. Đấy là nó là quay được. Quang quang hai cái mà. Đây nói chuyện với các bà nói chuyện. Không được mỗi hai cái. Các bà ấy bảo chị là tay mắt ham hồ đâu cứ chửi ra không biết. Mấy bà kia nói ông kia là bảo vệ. Mày nhạt cái này mày gì nó vã vào mồm mày con chó. Thôi con chuột đấy bác. Có mấy con chuột liền. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người, các bạn, những video tiếp theo, bye bye.